chào mọi người. Sau một thời gian sống ở Nhật thì bất chợt bọn mình đã thèm đồ ăn Hàn Quốc. Thế là mình đã lên Amazon tìm mua gói tteokbokki này. Và đây trên tay mình là gói tteokbokki mới được ship về tận nhà. Ở mặt sau có hướng dẫn sử dụng khá là chi tiết. Và mình đã chuẩn bị sẵn ớt trái và phô mai để tăng thêm hương vị. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng mở gói bánh này ra nha. Bên trong là gói gia vị cho sẵn và một gói bánh gạo dẻo dạng hơi khô. Và có hút ẩm nha. Còn trước tiên thì mình rửa sơ qua. Rồi bắt chảo lên rồi cho vào khoảng 200ml nước. Đợi cho nước sôi, thiệt là sôi thì chúng ta cho bánh gạo vào. Rồi mình cứ đun riu vậy cho đến khi mà nước nó sệt lại. Thì mình kiểm tra coi bánh nó mềm chưa. Mình cứ xăm cái đũa vào, nếu mà nó xuyên xuyên vô là đã vừa ăn rồi. Thì lúc đó mình cho gói gia vị vô là vừa. Nhớ đảo đều để cho nó khỏi dính chảo nha mấy bạn. Rồi mình sẽ để lửa riu hết sức có thể. Rồi đợi cho đến khi mà nó sôi như thế này thì chúng ta sẽ cho ra dĩa. Rồi và đây là tương ớt thần thánh mà bọn mình rất là thích ăn. Mình sẽ cho phô mai và trứng luộc lên bên trên. Cho vào lò vi sóng. Cho nó quay khoảng 1 phút 30 giây là vừa. Bây giờ chỉ việc chờ đợi thôi nha mấy bạn. Chờ đợi là hạnh phúc nha mấy bạn. Rồi xong rồi. Biến đem ra thôi. Vì không có rượu soju cho nên mình đã mua rượu mơ của Nhật để uống thử. Ở đây là cái chai rượu mơ. Ở trên này đề là Chibushi, là rượu mơ xay nhuyễn. Rượu rất là sệt và quánh nha các bạn. Tại vì có chứa tới 20% là ruột quả mơ lận. Còn đây cũng là rượu mơ nhưng mà rượu mơ trong. Nhìn như là tế bào gốc nằm trong dung dịch đặc biệt để phát triển thành nội tạng người vậy á. Hơi ghê quá thôi. Khui đi. Gia vị sẵn có của nó thì nó không có cay lắm, nó không cay như khẩu vị của người Việt Nam mình, cho nên là mình cho thêm tương ớt với lại ớt trái. Ngon hả?
Sau đó thì mình có thử mua tteokbokki trong ly ăn liền để ăn trải nghiệm. Kết quả là độ dai của bánh gạo với lại gia vị cũng không có ngập răng và thỏa mãn như lần trước. Nhưng lần ăn tteokbokki ăn liền này thì cũng có điểm khác, đó là ít mất công sức hơn, ít mất thời gian hơn và ly cũng đẹp hơn nữa. Tức là nếu như mình chỉ chăm chăm vào vị ngon thì mình sẽ quên mất những cái ưu điểm khác của nó. Và nếu như so sánh giá tiền thì mình sẽ có thể nghĩ là ôi biết vậy ăn cái loại lần trước ngon hơn. Nhưng mà mình nghĩ rằng trong cuộc sống nếu như cứ suy nghĩ kiểu hậu xét, so sánh và hối hận như vậy thì chúng ta sẽ đánh mất rất là nhiều trải nghiệm khác. Và đôi khi chỉ cần bớt nói vài câu như biết vậy hay là phải chi thôi thì cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp và muôn màu muôn vẻ thêm rất là nhiều, phải không nè?